cuối tuần về quê kéo cá. Vâng, ở quê thì buổi trưa không biết làm gì, bây giờ đi kéo cá các bạn. Kéo cá rô đó. Chủ yếu là cá rô là nhiều. Cái chài này cũng nặng lắm các bạn. Nó cũng khoảng tầm 3-4 kg á. Quăng cái này cũng mệt lắm. Hôm nay thì may là trời nó cũng mát, nên đi quăng chài cũng rất là thích. Quăng cái này thì kiểu hên xui thôi, chứ cũng không chắc chắn là có cá hay không. Ồ, có cá đây rồi các bạn. Ồ, 1, 2, 3, hình như được 3 con. Quá đã các bạn ơi. Cá này là cá tự nhiên, không phải cá nuôi đâu, nên nó rất là ngon. Cá này nó khỏe lắm. Ở Sài Gòn lâu ngày mà được đi kéo cá như này thì rất là thích. Bên cá này ăn ngon lắm các bạn. Mẹ này được 4 con. Kéo như này cũng rất là hồi hộp. Không biết có hay không. Lần này thì không có. Cái hồ này nước thì khá là sạch. Cây cỏ mọc tùm. Cá mà mấy cái hồ này nó ngon lắm các bạn. Không có ai nuôi hết.
bữa đổi mạng có y chang cũ ha, có khác phá rồi.